sau đó tô vân lan trở về đại điện ma giáo để bẩm báo sự việc cho ma tôn tô vân lan bày kiến nghĩa ma tôn cao cao tại thượng dò hỏi tô vân lan thời hạn đã tới rồi chuyện ma vật làm loạn đường quốc con đã điều tra rõ ràng chưa tô vân lan cười đáp không phụ trọng tháp đêm qua bọn con đã điều tra ra hung thủ cái gọi là ma vật trong kinh thành thực chất toàn là tử hoạt nhân bị người khác thao túng bọn chúng được luyện thành từ dược vật sau đó có người đứng trong tối dùng phù ẩn khống chế họ giả bộ thành ma vật hành hung vậy người đứng sau tấm màn là ai dược tế luyện chế hoạt tử nhân cả thiên hạ chỉ có yến quy phái mới có xem ra chuyện này là do ninh gia của yến quy phái làm rồi nhưng hôm qua chủ của ninh gia đã phơi thay ngoài đồng rồi ma tôn hoài nghi đằng sau ninh gia còn có bàn tay gây tội ác khác sao không phải hoài nghi mà là chắc chắn biên giới đường quốc dạo gần đây cũng truyền ra tin có ma vật dị thường làm loạn đằng sau hai chuyện này chắc chắn có liên quan tô vân lan con có khả năng thao túng ma vật còn có cả nhiệm vụ truy xét hung thủ vậy việc điều tra bạo loạn ở biên giới cũng giao cho con tô vân lan có chút lo lắng chuyện này được ạ. À. Xong xuôi thì tô vân lan trở về phủ công chúa với vẻ mặt sầu đời của mình. Được lắm cái tiểu lão đầu này lại đi hại con trai của mình. Mình tân hôn mới được vài ngày, còn chưa động phòng nữa. Tới lúc đó không được ôm tôn tử thì đi mà khóc. Đường lễ từ đâu đi đến vẫy tay gọi tỷ phu. ơ. Điều tra vụ án xong rồi à? Đường lễ vừa nói dứt câu thì giật bắn người khi nhìn thấy hà yến. Cái gì? Nữ nữ nữ, nữ nhân này, dung mạo tuyệt sắc này, ánh mắt tội lỗi kia. Còn cả làn da ngọc bạch yêu kiều này, chính là thứ mình yêu nhất. Ha, ha 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 nữ nhân nàng thu hút sự chú ý của ta thành công rồi đó nào hãy để ta người thừa kế công ty quốc tế hoàng thất đường ra bá đạo tổng tài đường lễ tới chinh phục nàng hà yến nhìn bộ dạng ngu ngục của khứa đường lễ thì liền hỏi tô vân lan này người kia là thằng ngu à tô vân lan hết biết cứu kiểu gì luôn xin lỗi hôm nay hắn quên uống thuốc sau đó bọn họ cùng vào trong phòng để nói chuyện với hiên viên dĩnh cô ấy lo lắng cho tô vân lan liền hỏi ngay chuyện ra sao rồi nghĩa phụ nói thế nào dĩnh nhi nàng yên tâm đi chuyện này coi như sắp giải quyết xong rồi. Sắp sao? Chẳng lẽ còn có biến cố khác? Đúng vậy, bây giờ biên giới cũng đang bị ma loạn, nghĩa phụ nghi ngờ có liên quan tới chuyện này, người bảo ta đi điều tra một chuyến. Hiên Viên Dĩnh tức giận đập tay xuống bàn cái ầm, cái gì? Sao có thể vậy được? Ma loạn biên giới hàng năm thường là do bọn thổ phỉ, đó là vùng đất binh Phật chiến loạn. Chàng, bảo một người không biết võ công như chàng đi là xông vào chỗ chết à? Không sao mà, Dĩnh Nhi, có Hà Yến đi cùng ta, không nguy hiểm đâu. Đường Lễ đột nhiên lên tiếng trách móc Tô Vân Lan cái gì mà không nguy hiểm, tỷ phu à, bây giờ huynh cũng là người của hoàng thất rồi, sao lại có thể tùy tiện như vậy? Ơ, ờ, Đường Lễ. Tỷ tỷ, để đệ, đệ đi cùng hai người họ cho, có tiểu bá vương Đường Lễ ở đây, không ai có thể làm bọn họ bị thương. Hiên Viên Dĩnh Quát, làm liều, để ngoan ngoãn ở yên kinh thành cho ta, không được đi đâu cả. Khứa Đường Lễ nghe nói thế thì khóc lóc lao đến ôm lấy chân của Hiên Viên Dĩnh mà nài nỉ, "A, tỷ tỷ đồng ý cho đệ đi đi, tỷ tỷ tốt của đệ." Đệ đệ là vì nhân sinh đại sự trong tương lai. Hiên Viên Dĩnh ngạc nhiên trước thái độ của Khứa Đường Lễ, cái thằng này, không ngờ lại muốn đi biên giới giành lấy chiến công, lập kế hoạch cho tương lai, trưởng thành rồi à, thằng bé này. Được rồi, tỷ tỷ đồng ý. Đi thì phải suy nghĩ quan sát cẩn thận vào, đừng có hành động liều lĩnh, qua, tốt quá rồi, yêu tỷ tỷ nhất. Nói xong thì nhanh như sấm sét chạy đến bên Hà Yến. Ha ha, nàng tên Hà Yến phải không, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Hiên Viên Dĩnh có chút lo lắng nên phải dặn dò Tô Vân Lan, nhớ giúp ta trong chừng tiểu lễ, đừng để nó làm loạn. Ghi, nàng yên tâm không thành vấn đề. Nhất định, nhất định phải bình an quay về. Chuyến đi lần này ta không thể đi cùng chàng. Chàng cầm theo tam thiên tư binh, cũng coi như là bảo vệ chàng một đường bình AV. Thế tử à, nàng thật tốt. Tô Vân Lan kéo hiên viên dĩnh lại và trao cho cô ta một nụ hông nồng cháy như phi phai. Ta thật sự thích nàng nhất đó, Tô Vân Lan. Không lâu sau thì bọn họ khởi hành, đoàn xe ngựa đang chạy trên đường trước sự xì xào bàn tán của người dân. Oa, wow, là đoàn xe của Tô Phỏ Mã. Tô Phỏ Mã thật là đẹp trai à, ta muốn sinh khỉ con cho huynh ấy. Không nghĩ tới, ngươi còn rất được hoan nghênh, vậy sao, ta lại không cảm thấy vậy. Hứa đường lễ thì vẫn chưa hề biết Hà Yến là con trai nên vẫn hí hưởng đút trái cây cho hắn ta. Nào nào nào, tiểu Yến Yến ăn trái quý ái tâm của ta, đệch, cút, Tô Vân Lan lên tiếng nói. Hôm qua lúc ta đi lĩnh tội với Hoàng thượng, nhưng thứ ngu dân này chỉ có một dạng sắc mặt. Lúc ta thất thế xa sút bọn họ nhìn ta như bãi phân cặn bã, như muốn giết kẻ thù cực hận. Lúc ta đắc thế thăng chức, bọn họ gọi ta là kỳ chân dị bảo, như thấy cha mẹ thân tộc. Đám người này, đến tận bây giờ chưa bao giờ thật sự yêu thích ta. Thứ bọn họ yêu thích chỉ là thân phận đại biểu cho tiền quyền của ta mà thôi. Được rồi, có điều, hoàng đế sao lại đột nhiên cũng muốn phái ngươi đi biên cương, ngươi cùng công chúa hiện giờ mới kết hôn được vài ngày mà. Lão già khốn nạn kia, có lẽ xem ta như công cụ dành riêng cho hoàng tộc. Vân Lan, lần này kinh đô bị tai ương ma quái, ngươi có công đầu, nói đi, muốn được ban cho cái gì? Vì hoàng thượng phân ưu, là chức trách của thần, không cầu ban thưởng. Lúc đó Tô Vân Lan đã cười thầm, he he trong phim truyền hình đều là diễn như vậy ta càng không cần ban thưởng hoàng đế sẽ thưởng càng lớn nhưng người tính đâu bằng trời tính hoàng thượng nói như vậy sao ngươi có lòng rồi ngươi là con dễ ta người một nhà quả thực đàm luận tiền bạc sẽ thương tổn cảm tình vậy không thưởng nữa nan ý cái gì chứ sao không giống vậy ngươi đáng lý nên bởi vì ta hiểu chuyện mà long nhan vui mừng sau đó trọng trọng thưởng ta chứ ha 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 đúng vậy đúng vậy người một nhà có điều chấm còn có chuyện muốn giao cho ngươi làm ngươi là con dễ của chấm làm hư chuyện liền sẽ lấy mạng ngươi hay cho hoàng đế ngươi lúc đó tô vân lan đã nghĩ muốn tô mã mã ta chạy lại không cho ngựa ta ăn cỏ con mẹ ngươi muốn đi chơi gái không trả tiền sao trước đây chuyện ninh gia lũng đoạn hắc thiết tinh ta phái người điều tra kỹ phát hiện trừ nhà kho của ninh gia chứa đầy hắc thiết tinh còn có một bộ phận làm giả sổ sách mấy vạn cân hắc thiết tinh và sổ sách giả toàn bộ chảy vào biên cảnh tây vực cái gì chảy vào biên cảnh tây vực tây vực biên cảnh vốn mấy năm liên tục chinh chiến không ngừng trật tự vô cùng hỗn loạn lần này rót vào vạn cân hắc thiết tinh sợ là cũng đủ gây ra một đợt phản loạn rồi. Này, đúng là như vậy, thời buổi loạn lạc. Việc này liên quan đến vận mệnh quốc gia, chẳng phải phái người có thể tin tưởng nhất, hiểu công việc nhất đi giúp trả án này. Không phải Tô Vân Lan ngươi thì còn ai nữa, Tô Vân Lan, lĩnh mệnh. Như vậy sao, xem ra Hoàng thượng vẫn là rất tán thưởng người con rể như ngươi. Không nói cái này, ta hỏi ngươi, bên ngoài xe. Tên ngốc hiên khư ức kia sao cũng tới, à, ngươi nói kẻ ngu ngốc. Khoan, không phải kẻ ngu ngốc, là hiên khư ức thiếu chủ bởi vì đây cũng xem như trong giáo khảo nhiệm người thừa kế hội trưởng lão quyết định lần này hai vị thiếu chủ ai giải quyết được ma loạn biên cảnh người đó có thể tiếp quản hắc kỳ quân đoàn ma giáo quân đoàn đệ nhất của ma giáo lần này là dốc hết vốn liếng rồi hơn nữa giám đốc chính công cùng tỷ số của các người là ta a a a thì ra là giám khảo đại nhân ở trên xem ra phải lấy lòng ngươi tăng phần ấn tượng hứa đường lễ tỏ vẻ mặt ngầu lòi chen ngang nhiệm vụ nặng nề này cứ giao cho ta đi anh dễ ta sẽ dốc sức lấy lòng tiểu yến yến ta sẽ liếm nàng thành người của chúng ta Hà Yến cây cú quay sang cốc cho ba cốc. Ngươi cút cho lão tử ta không cần ngươi quỳ liếm. Này, các ngươi. Quên đi, hai người này. Trật Hiên khư ức bên ngoài vén màng sang một bên cà khịa Tô Vân Lan. Hừ, đồ vô dụng người hình như rất ung dung. Ngươi cứ ngồi đây mà hài lòng đi, chờ đến bên cạnh, ta sẽ cho ngươi biết. Cho dù đồ vô dụng đạp vẫn cứ chó có thể lấy được công chúa. Tô Vân Lan ánh mắt sắc lạnh lườm hắn ta phản đam lại ha ha, người ngốc nghếch ngu xuẩn như ngươi làm thế nào lên được đại thiếu chủ vậy. Hiên khư ức cây cú quát, ngươi nói ai ngu xuẩn ngươi lặp lại lần nữa kẻ sống bám váy phụ nữ kia tô vân lan liền nói tiểu vu để tên vũ phu này cách xa ta một chút ngay lập tức một mũi thương sắc nhọn đã kề cổ hiên khư ức vu tướng quân nghiêm túc cảnh cáo ức công tử mời lui ra Chặc, thư cho cậy gần nhà gà cậy gần hiên khư ức cay đỏ rái rời đi tô vân lan ngươi cũng chính là một tiểu bạch kiểm dựa vào thế lực của nữ nhân giúp đỡ thôi hà yến liền nói với tô vân lan hắn là bạn thân quá phụ của ma tôn sau khi cha hắn qua đời ma tôn đã nhận hắn làm con nuôi như vậy sao Tô Vân Lan thầm nhủ, nếu cha ngươi đã có ân với cha ta, sau này sẽ giữ lại mạng chó của ngươi. Có điều nếu dâm chọc ta, ta không thể bảo đảm mạng chó này còn toàn vẹn. Dưới cái nắng mặt trời gay gắt thì cuối cùng bọn họ cũng đã đến được thành Hắc Vân Sơn, cuối cùng đã đến rồi. Khứa Đường Lễ cẩn thận đỡ Hà Yến xuống xe ngựa. Cẩn thận một chút, mấy hạt cát này không ổn. Tô Vân Lan và hai khứa thuộc hạ bên ngoài có thể tưởng tượng ra được cảnh thân mật giữa Đường Lễ và Hà Yến mà phì cười. Sa mạc khô giáo, uống nhiều nước chút, hai người này chẳng lẽ? Hà Yến cây cú quát, ngừng não các người lại ngay cho ta, bớt nhảy số dùng cái. Lúc này có người đằng sau đi đến và cung kính chào hỏi Tô Vân Lan, chắc hẳn vị này chính là phò mã gia nhỉ. Nên đón chậm trễ chút, xin bao dung nhiều, người đàn ông này chính là thành chủ của Hắc Vân Thành, Lưu Mang. Ngài, không phải chính là. Ta là thành chủ Hắc Vân Thành, Lưu Mang. Tô Vân Lan có nhớ lời của hoàng đế đã can dặn, lần này đi vào, cần điều tra Hắc Vân Thành chủ Lưu Mang. Lưu Mang này chính là đối tượng cần phải quan sát mà hoàng đế nói, nhưng vẻ mặt hắn thoạt nhìn không giống người có thể tạo phản, nhưng nhìn người không thể nhìn tướng mạo, vẫn là nên quan sát một chút rồi hẳn kết luận ha 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 không tiếp đón từ xa tô đại nhân hai tên bên này thì đang niềm nở đón tiếp hiên khưu ức ây cha úc thiếu chủ đích thân tới thật sự là không có từ xa tiếp đón ngài khát nước rồi sao ta đặc biệt chuẩn bị dự nho thượng hạn cho ngài đây ước thiếu chủ tối nay tới nhà của ta ta trước đó vài ngày bắt được một cô nương nhà lành hắc 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 ây cha hắc vân thành này thật đúng là cho hiên mũ nhân ta mặt mũi đấy đó là đương nhiên ngài chính là thân cha của chúng tôi mà chăm sóc tốt cho ngài chính là bổn phận của chúng tôi lưu mang bây giờ gọi tô vân lan đại nhân mời bên này chúng ta cùng vào thôi mọi người cùng đi vào trong tham gia yến hội của hắc vân thành này này cũng gọi là yến hội sao ngoại trừ ta cùng lưu mang trên bàn hiên khứ ức cùng các quan lại khác đều là món ngon rượu thơm phía bên này thì tên người hầu đang cung kính rót trà cho hiên khứ ức sao vậy yến hội phong phú như vậy có hộp khẩu vị ức công tử không không tồi người thượng đẳng ăn món quý người hạ đẳng ăn tinh chất bã gạo phương diện lễ nghi các người làm không thành vấn đề thành chủ lưu mang thế mà vẫn cười nói được cụ khụ hát ha ha. Phò mã ra, vật tư trong thành thiếu thốn, bất ức ngài nhận tạm một chút. Tô Vân Lan cầm cục xương trên tay thì cay éo chịu được, không sao, con mẹ ngươi, mẹ nó vật tư thiếu thốn, vậy thứ bọn họ ăn là phân sao? Dựa vào bữa tiệc này, lão tử đêm nay trực tiếp tấu thư lên nói ngươi tạo phản. Được rồi phò mã ra, tùy tùng của hai vị sao không đi cùng, bọn họ có hẹn trong thành rồi. Tô Vân Lan suy ngẫm, tiểu lễ cùng Hà Yến đã âm thầm đi tra xét Hắc Vân thành. Ta trước tiên ứng phó tiệc rượu của bọn họ, chờ Hà Yến trở về sẽ trị bọn họ. Hiên Khưu Ước đã gọi tên thuộc hạ khi nãy vào dò hỏi. Thế nào, người kia đến rồi chứ? Công tử đã chờ bên ngoài, rất tốt, để hắn lên đến hãy hành động. Ngoài cổng vào thì có một tên lạ thần bí nào đó đang tiến vào. Ngươi là ai? Người không liên quan không được vào. Tên thuộc hạ gác cổng này ngay lập tức bị đánh văng vào trong và bay thẳng đến bàn của Tô Vân Lan. Nghe nói Tô Vân Lan Tô Phò Mã ở Đế đô Đại sát tứ phương tung hoành vũ nội không địch thủ. Tô Vân Lan ngơ ngác mặt chấm hỏi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tên này khá to con và trên người đầy những vết sẹo, hắn ta bước về phía Tô Vân Lan và nói: "Mỗ gia bất tài, tự phong đệ nhất vũ dũng Tây vực, hôm nay đặc biệt đến để gặp mặt phò mã. Hy vọng cùng phò mã tỉ thí một chút." Đây không phải là đại quyền sư của thành Hắc Vân sao? Hiên Khứ ức khiêu khích Tô Vân Lan, lời mời đầy thịnh tình như vậy, chắc là phò mã thích điên lên được nhỉ. Tô Vân Lan trong lòng cảm thấy lo lắng, xem ra có chuẩn bị mà tới, ngày đầu đã là hồng môn yến rồi, phải nghĩ ra lý do để từ chối, sau đó rời khỏi chỗ này trước, hôm nay Tô Vân Lan chưa kịp nói dứt câu thì Khứa Đại Quyền sư đã vung đấm toàn lực đấm tới. Tạ phong Mã đã tác thành, chết tiệt, căn bản là không cho lão tử cơ hội từ chối mà. Tiêu rồi, khắp người ta chẳng có chút sức lực nào cả. Bất ngờ có một cánh tay của ai đó ngăn chặn cú đấm khủng khiếp của Đại Quyền sư trước khi đấm trực tiếp vào mặt Tô Vân Lan. Thứ ngu ngốc, chán sống rồi sao, người này? Đại Quyền sư tức giận quát lên, Lưu Thụ, con mẹ nó, ngươi rút tay lại cho ta! Ngay lập tức cánh tay của Lưu Thụ đã túm lấy cổ của Đại Quyền sư, ngu đần dám công khai ra tay với phò mã của đại đường ta ở đây đúng là đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển lưu thụ vung mạnh tay đẩy đại quyền sư bay lúng vào tường hộp máu đúng là trướng mắt cút đi kiểm điểm đàng hoàng cho ta xem ra là người của thành chủ lưu mang cũng có chút bản lĩnh tô vân lan lúc này lên tiếng nói không ngờ buổi tiệc chào mừng này lại có người bị ổi như vậy tham gia bổn phò mã đã mất hướng rồi nên về nghỉ ngơi đây quân tử phải tránh xa nơi nguy hiểm nhưng cơ hội này chuồn trước vậy thành chủ lưu mang cũng ra chào tô vân lan cung tiễn phò mã ra Âm mưu lần này của Hiên Khứ ước lần này đã thất bại. Ừ, đám vô dụng. Sau khi trở về thì Tô Vân Lan đã kể mọi chuyện đã xảy ra cho Hà Yến nghe, cái gì chứ? Vậy ngươi không sao chứ? Không được, lần sau ta phải đi theo bảo vệ ngươi, thân thủ của ngươi chưa chắc đã đánh lại một ông lão đầu đường xó chợ đâu. Này này này, ngươi tôn trọng ta tí được không hả? Đường Lễ thì đang thể hiện ra nỗi đau của một chàng thiếu niên bị chôn vùi tình yêu. Khi nào mới quan tâm ta được như quan tâm tỷ phu đây? Đừng ồn nữa, nói chuyện chính đi, hôm nay hai người điều tra thế nào rồi? Hôm nay có thu hoạch không nhỏ đâu tình hình ở thành Hắc Vân này rất kỳ lạ. Theo phản ứng của người dân, thì phần lớn quyền lực đều nằm trong tay một số tên quan viên bên dưới. Thành chủ lại không có thực quyền, hàng ngày chỉ đành mang theo vài thân vệ ra ngoài thành trồng trọt. Tô Vân Lan bất ngờ trước kết quả điều tra của hai người bọn họ, quả nhiên, thành chủ này đã bị kiểm soát. Trừ chuyện này ra, quả thật dạo này có rất nhiều ma vật quấy rối, đội hộ vệ của thành thường sẽ ra ngoài dẹp loạn. Nghe nói, hình như ngoài thành có một đám thổ phỉ. Ồ, thổ phỉ sao? Kỳ lạ đó là, dường như đám thổ phỉ này chưa từng ra tay với người trong thành chỉ là thường xuyên phất cờ lập thành nhóm xuất hiện trên sa mạc xem ra trong tòa thành này ẩn giấu rất nhiều bí mật tô vân lan đang ngẫm nghĩ thì có một bóng đen xuất hiện ngoài cửa khiến cho hà yến giật bắn người ngoài cửa là ai bóng đen đó từ từ bước vào trong đây là ma vật tướng quân là ma vật tướng quân hà yến đừng cử động đường lễ tài lanh lao thẳng về phía ma vật tướng quân ta bảo vệ nàng ối đừng hà yến túng khứa báo thủ đường lễ này lại ngay không cần lo chắc đây là ma vật mà tỷ phu người kiểm soát ơ ờ, tỷ phu tuyệt thế nhưng hà yến à sức nàng mạnh thật đó nữ tử như vậy thì không nhã nhận đâu tô vân lan đã thi triển thuật cửu u cộng hồn để nhập thần hồn vào ma vật tướng quân và nhảy lên một nóc tòa thành cao ngất ngoài thành tối nay hãy để chính mắt ta nhìn xem phong cảnh được giấu trong thành hắc vân này nhé sau đó tô vân lan đi thẳng vào sa mạc rộng lớn ngoài hắc vân thành lan khói bay lên trong sa mạc rộng lớn hoàng hôn trên sông hoàng hà vô tận đã tròn vành quả không hổ danh phong cảnh sa mạc tây vực Chợt anh ta giật mình khi nghe thấy một tiếng kêu gào thảm thiết từ đâu vọng tới. Tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân sao? Đi xem xem, đã xảy ra chuyện gì. Đi đến một khoảng không xa thì trước mặt Tô Vân Lan bây giờ đang có rất nhiều những ma vật đang gầm gừ. Những thứ này, không lẽ là ma vật có hành động khác thường mà phụ thân nói sao? Ôi con mẹ nó, hơi quá rồi đó, đây là đoàn quân ma vật từ ngàn đến vạn mà, e là muốn san bằng cả thành Hắc Vân. Nhưng, cảm giác gì đây? Những ma vật này và cả trên cơ thể của tướng quân ma vật mà mình đang thao túng cũng có cảm giác này toàn thân run rẩy, cơ thịt rút lại, đây là sợ hãi nguy hiểm sao? Trên đỉnh núi cao dưới ánh trăng mờ nhạt xuất hiện hình bóng của một người nào đó vác theo cây lưỡi hái to lớn. Người này nhảy xuống bên dưới, thì ra đó chính là một cô gái với chiếc lưỡi hái sắc bén của mình. Cô ta lao thẳng về đám ma vật và vung lưỡi hái lên chém mạnh về phía trước. Nhanh như chớp cô ta đã kết liễu được rất nhiều ma vật. Ánh mắt đầy sắc khí uy lực của cô ta khiến cho đám ma vật còn lại hốt hoảng bỏ chạy té khói. Cô ta hỏi những thiếu nữ vừa cứu được ra khỏi đám ma vật kia, "Sao rồi, mọi người có ai bị thương không?" cảm ơn vị nữ hiệp đấy bọn ta đều ổn tô vân Lan quan sát mọi chuyện trời bên ngoài mà hết con mợ nó hồn luôn trời mẹ ơi đây là nhân vật gì mà như yêu quái vậy có cô ta thì chỗ đó cần gì mình tới giải quyết tại họa nữa chứ cô gái này bây giờ đã phát hiện ra sự hiện diện của tô vân lan hửm ừ, là thứ gì cô ta liền vung lưỡi hái quét ngang một phát về phía tô vân lan uy lực khủng khiếp đánh tan nát cả một tảng đá lớn tô vân lan thì không thấy đâu chỉ thấy một con chuột đã hẹo nằm bất động mà thôi xác nhận không có nguy hiểm gì thì cô ta liền rời đi Tô Vân Lan bên dưới vùng cắt đâm cánh tay của mình lên trên và từ từ bò dậy. Mẹ kiếp, con mụ điên này, suýt nữa thì lão tử bị xử đẹp rồi. Hừ, cách xa như vậy mà cũng bị thương được. Sắc khí này, thậm chí còn đáng sợ hơn của phụ thân. Mặt trời sáng hôm sau vừa ngoi lên cũng là lúc Tô Vân Lan trở về tới thành, vù, nhảy nhót suốt cả một đêm. Đi. địch mợ, sao lại có tiếng kêu, đó là phòng của Hiên Khưu Ước mà. Tô Vân Lan liền đáp xuống một cành cây lớn cạnh phòng của Hiên Khưu Ước để xem tình hình. Đó đó là, bên trong phòng của hiên khiêu ức thì hắn ta đang nhấp nhô toko cô, cô cùng với một cô gái nào đó phát ra những tiếng kêu thiệt là ố rẻ hiên khiêu ức có vẻ đang máu dữ lắm thế nào ca đây làm có mạnh không chúng ta chiến tiếp 300 hiệp nữa la thì to nhưng không tới một phút sau thì đã gục ngã trước cửa thiên đàng rồi thiếu chủ quả nhiên mãnh liệt thật chỉ là hình như hơi nhanh quá đấy tô vân lan bên ngoài chứng kiến cảnh này thì ôm bụng cười rớt nước mắt địch mợ cười chết ta rồi ha 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 ê không đúng giọng của người phụ nữ này hình như không giống như ta nghe lẽ nào ở đây có quỷ sao anh ta bỗng ôm đầu chóng váng tiêu rồi ở trên người ma vật tướng quân thuật cửu u cộng hồn này tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi không quản nữa đổi một cơ thể khác rồi tính tô vân lan ngắm thẳng tay vào một con bồ câu đang bay trên trời và xuất thần hồn nhập vào người nó không chế giấu ma vật tướng quân đi trước đã sau đó mình cũng phải mau chóng quay về mới được tuy đã nhập vào con bồ câu đó nhưng tô vân lan lại không thể điều khiển nó như ý mình muốn mà bay thẳng về phòng của hiên khứ ức hửng khoan đã đây là đi đâu này 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 ngược rồi sao con bồ câu này không nghe sai khiến của mình nhỉ con bồ câu đó bay vút vào trong phòng của hiên khư ức bồ câu truyền tin sứ mệnh hoàn thành hay cho con bồ câu đưa tin có bàn tay ai đó nhanh như chớp túng lấy cổ con bồ câu này và lôi vào trong một tên thuộc hạ đã bắt bồ câu đưa thư này vào trong bẩm báo với hiên khư ức thiếu chủ có tin tới rồi thật không ngờ ta lại nhập vào con bồ câu đưa tin của tên khốn hiên khư ức này nhưng thế cũng hay để ta xem thử hiên khứ ức rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì ồ nhanh thế sao hiên khư ức mở lá thư đó ra đọc thì cười khoái chí Ha ha ha, Thất hoàng tử đã bố cục lâu như thế rồi, cuối cùng cũng bắt đầu. Lão Cửu, mau chóng đi sắp xếp đi, sáng mai phía Đông đại mạc dẫn đến một thương đội làm nhiệm vụ yểm trợ nhất định phải thành công vụ này. Có món thu nhập này, vụ Thất hoàng tử tranh vị trí đích tôn càng có nhiều thắng lợi, hơn nữa sau này muốn có bao nhiêu nữ nhân chơi thì có bấy nhiêu. Tiểu nhân hiểu rồi. Lại là nữ nhân. Ngày hôm sau ở sa mạc, Tô Vân Lan đã cải trang thành người lái xe ngựa và đi cùng đoàn binh linh kia đến nơi chỉ thị. Tuy cải trang thành sa phu của thương đội, nhưng đến hiện giờ chẳng nghe ngóng được chút tin tức nào. Hai, đám người này có vẻ chẳng biết gì. Có điều chính là nơi này trông rất quen mắt. Kỳ quái, đây không phải là hướng đông sao? Bất ngờ đám binh lính áp giải này đồng loạt rút binh khí ra và chĩa thẳng về phía Tô Vân Lan. Ha 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 ha. Không ngờ là phò mã nước Đường lại thích đi làm sa phu, sao phò mã ra không giải thích đi chứ? Tô Vân Lan liền tỏ ra cảnh giác, thì ra ta sớm đã bị lộ rồi. Đáng chết, thuật cửu u cộng hồn cũng không thể sử dụng. Con người ta thích cuộc sống trải nghiệm, ngươi không hiểu đâu. Ồ, còn cứng miệng trước đây nghĩ trăm phương ngàn kế trừ khử ngươi không ngờ hôm nay ngươi lại tự mì tới cửa lên hết cho ta vừa nói dứt câu thì bọn chúng run lẩy bẩy toát hết mồ hôi hột cảm nhận được một ánh mắt tràn đầy sắc khí đang nhìn chằm chằm về phía mình tô vân lan cũng tỏ ra lo lắng sắc khí này đó đó là thứ gì một tên vừa ngoảnh mặt lại nhìn thì ngay lập tức bị chém tan thành từng mảnh trước mắt tô vân lan là cô ta người con gái hôm đó giết ma vật như giết chó cô gái này đưa cây lưỡi hái của mình kề cổ tô vân lan và quát lớn ngươi là ai chuyển cảnh về phía đại điện ma giáo thì thuộc hạ chạy vào bẩm báo với ma tôn sứ giả hà yến truyền tin đến nói thiếu chủ tô vân lan đã mất tích 10 ngày rồi ma tôn tức giận trực tiếp bóp nát cây sáo trúc đang cầm trên tay mình ông ta nhớ về lúc còn nhỏ khi cõng đứa con trai mình yêu thương nhất là hiên khưu lan trên vai ông ta lo lắng đến phần nộ người đâu chuyển cảnh về nơi của tô vân lan gió của đại mạc đến đi đều rất đột nhiên như lần dấy lên mùi vị của máu tươi lúc đó lưỡi liềm kia chỉ cách ít hầu ta là 0,01 cm mà thiếu nữ cầm lưỡi liềm kia đẹp quá xinh đẹp, nhưng cũng quá mức là khủng bố rồi. Cô ta ánh mắt phần nộ quét ngang lưỡi liềm đó sang một bên. Tô Vân An hốt hoảng, cái cổ, cái cổ bị chém đứt rồi. A, à, trời xanh ơi, ta đã làm xử nam ba kiếp, mặc dù kiếp này cuối cùng cũng đã có vợ rồi, nhưng ta bảy vẫn chưa được động phòng mà. Có thể tha cho ta không? À, cha ơi, con trai bất hiếu. Cuối cùng vẫn không thể là sinh cho cha được một đứa cháu. Ơ, à, khoan đã, ta, à, ta chưa chết sao? Cô gái này từ khi nào đã lấy được miếng ngọc bội trên người của Vô Vân Lan và đang nhìn chằm chằm vào nó ngươi là người của hoàng thất nước đường đúng đúng vậy tục ngữ nói đúng dưới gối nam nhân có hoàng kim hiện nay sống chết chưa rõ bây giờ chỉ có tô vân lan ôm lấy chân cô gái này như một con cún con và nói lung la vị nữ hiệp xinh đẹp này ánh trăng đại mạc cô nãi nãi nữ thần mẹ ơi chỉ cần cô có thể tha cho ta một mạng tô vân lam ta làm trâu làm ngựa làm gì cũng được hết hơn nữa vợ ta cũng có quyền có thế bây giờ thả cho ta một đường sống cô ấy chắc chắn sẽ cảm tạ ngàn vàng cô ta tức giận dậm tô vân lan sấp mặt lò luôn bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra làm cái gì cũng được đây là ngươi nói đấy nhé vậy thì ta tác thành cho ngươi cô định làm gì à ba ngày sau tô vân lan tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một doanh trại nào đó có ai không có ai quản lý hay không tiểu gia sắp đói chết rồi gâu gâu nhìn con vàng đang đắc ý cà khịa vì được ăn ngon uống ngọt thì tô vân lan cảm thấy bản thân mình người còn không bằng chó nữa có còn tính người nữa không vậy tại sao đãi ngộ không bằng một con chó chứ dây vò mệt rồi mà vẫn không có ai hồi đáp. Cô gái đó mạnh như vậy, sắc khí của cô ta cũng dọa ma vật chạy mất dép, cũng không biết bị cô ta dắt đến nơi nào đây. Ngay cả thuật cửu u cộng hồn ta cũng không sử dụng được, cũng không thể báo tin về. Hai, chắc ta sẽ không trở thành nam chính đầu tiên ở trong lịch sử bị chết đói chứ? Nếu như là cơ thể kiếp trước của ta thì tốt rồi, mặc dù cơ thể này có lực lượng của thuật cửu u cộng hồn, nhưng lại chẳng có chút nội lực nào, một khi mất đi đối tượng nhập thân thì sẽ y như phế vật. Bỗng có một mùi hương gì đó ập vào mũi Tô Vân Lan, hừm, sao thơm quá có một cô bé băng bó đầy người mang tới một chiếc đùi gà cho tô vân lan trẻ con sao cô bé ngây thơ nói đại ca ca là người xấu sao tỉ tỉ không cho bọn đệ đến gần huynh tô vân lan rửa bộ mặt đê tiện ra trả lời cô bé sao đại ca ca lại là người xấu được ngươi nhìn mặt ca ca đi chính trực thế cơ mà vậy thôi được cô bé đưa chiếc đùi gà đó cho anh ta này cho huynh ăn đùi gà của ta này vừa nói dứt câu thì nhanh như sấm xét tô vân lan đã chụp lấy chiếc đùi gà này ngay rất tốt tiểu tử con đường ngươi đi rộng mở rồi đấy hu hu ta bảo kê cho ngươi rồi đấy sau này có chọc phải chuyện gì cứ báo tên đường lễ ta nhé lúc này có một người bước ra gọi tiểu ảnh chúng ta phải nhanh lên lát nữa tỷ tỷ ngươi sẽ về rồi một cô nương trên tay có một rổ trái cây và đồ ăn cười vui vẻ gọi tiểu ảnh trời má tròn quá đê xong cô ta đưa giỏ đồ ăn đó cho tô vân lan và nói ta biết ngươi mấy ngày nay chưa được ăn rồi đây là ít đồ ăn ngươi giấu ít lên người đi đừng để nguyệt nhi phát hiện ra tô vân lan vui mừng hốt vội ngay cảm ơn cô phủ tiểu thư tô vân lam ta sẽ ghi nhớ cô cả đời hà phù gì cơ ngươi gọi ta là bảo nhi tỷ là được ồ tô vân lan sao đại ca ca huynh không phải tên là đường lễ sao chợt bọn họ giật mình khi nghe thấy tiếng len canh từ bên ngoài bảo nhi liền đưa tiểu ảnh ra bên ngoài ngay là tỷ tỷ ngươi quay về rồi nhanh đi xem thử xem lần này có đưa được thuốc trị quái bệnh của ngươi về hay không tiểu ảnh không quên ngoảnh mặt lại tạm biệt tô vân lan tạm biệt tạm biệt lần sau lại nhớ đem đùi gà đến cho đại ca nữa nhé sau xuôi thì bọn họ đi ra bên ngoài chỉ còn lại tô vân lan đang ngồi suy ngẫm hơn nữa bắt đầu từ lúc này đã cảm nhận được một khí tức vô cùng quen thuộc trên người đứa bé đó có một loại coi thường mạng sống cảm giác có thể hủy diệt mọi thứ là khí tức của ma vật không lẽ là con lai người ma có huyết thống ma vật thú vị lắm lần này có cách ra ngoài rồi đây nếu như vậy hay là ta có cách rồi đang ngồi âm mưu thì một bóng đen xuất hiện từ đằng sau tô vân lan cô gái kia đã trở về cô ta mở cửa phòng giam của tô vân lan ra và kêu anh ta đi ra ngoài là cô sao tự nhiên đến đây định làm cái gì cô ta ném vào cho tô vân lan chiếc còng sắt và bắt anh ta đeo vào đây là cái quái gì tại sao ta lại phải đeo nó tô vân lan đành phải mang chiếc còng sắt đó vào hai tay và cả cổ của mình nữa sau này thì sao hả phải gọi cô là nữ vương đại nhân sao bớt nói nhiều đi cô ta vung tay kéo mạnh vòng sắt đó khiến cho tô vân lan suýt chút nữa thì gãy cổ hẹo luôn tại đó rồi Phác diêu cô nãi nãi cô không thể nhẹ nhàng chút sao làm chó thì cũng có chó quyền mà đúng không cô ta trừng mắt nhìn tô vân lan quát ngươi có ý kiến gì trên đầu đao ánh máu tỏa ra mùi nguy hiểm. Tô Vân Lan ngoan ngoãn quỳ xuống mặt không còn chút máu, "Không, không có ý kiến gì." Tô Vân Lan bước ra, đây chính là một ngôi làng nhỏ thần bí bên trong sa mạc. Sao trong làng này toàn là nữ vậy? Tại sao bọn họ lại đều dùng ánh mắt khủng bố sâu thẳm đó để nhìn ta chứ? Những người đó dùng ánh mắt sắc như dao, vòng quanh cơ thể mình, giống như lúc nào cũng có thể thiên đao vạn quả mình ra. Còn có những vết dây chói và thương tích kia. Nơi này có vấn đề lớn. Không lâu sau thì Tô Vân Lan đã được cô ta đưa đến một nơi nào đó đến rồi hừm đây là một đống thảo dược lớn sao không lẽ số thuốc này đang suy nghĩ thì ăn ngay một đá từ đằng sau té sấp mặt lờ vào đống thảo dược đó phụt 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 đáng quá tô vân lan cay cú người phụ nữ đáng ghét này ngay lập tức chiếc lưỡi liềm sắc bén của cô ta đã kề cổ tô vân lan người trung nguyên nói tác dụng và cả công hiệu của những loại thảo dược trung nguyên này cho ta nếu không ta giết chết người tô vân lan toát hết mồ hôi hột lo lắng làm sao đây ta chẳng quen biết gì mấy cái hoa hoa cỏ có này cả chợt tô vân lan nghĩ ra kế sách gì đó đúng rồi thiên thư đó một loại hách khác nữa của ta dọa dạ mình đến mức quên cả dùng nó thiên thư thiên thư những thảo dược này có tác dụng gì không lâu sau tô vân lan đã tìm được một số thông tin về chúng tìm thấy rồi mặt trời lúc này đã đến chiều tà tô vân lan lúc này nói với cô gái kia ta biết rồi nếu như ta không nhìn nhầm thì những thảo dược này đều dùng để xua đuổi ma vật nói vậy thì đứa bé kia lại quả nhiên Tô Vân Lan nói đến đây thì cô ta tức giận đưa vũ khí kề cổ Tô Vân Lan mà quát: "Ngươi, ngươi biết chuyện của đệ đệ ta." Tô Vân Lan nói tiếp: "Khi đệ đệ của ngươi phát bệnh, có phải là cực kỳ khát máu, y hệt như ma vật có đúng không? Căn bệnh này có thể trị được. Nhưng nếu như ngươi giết ta rồi, vậy thì không còn ai cứu nó được nữa." Cô ta đắn đo suy nghĩ hồi lâu xong quyết định lấy chiếc lưỡi hay đó ra khỏi cổ Tô Vân Lan. "Ngươi muốn chữa thế nào? Tiểu gia ta đoán đúng rồi. Loại bệnh này chắc là có liên quan đến bệnh thiếu máu, nhưng ta cần phải quan sát kỹ vài ngày. Mấy ngày đó ngươi đi tìm thêm loại này và loại này còn cả loại thảo dược này nữa về còn nữa nếu như ta chỉ khỏi ngươi phải thả ta rời đi được rồi thời gian cũng không còn sớm nữa ta phải về để nghỉ ngơi đây tô vân lan nói như đúng rồi định rời đi thì cô ta kéo một phát bay ngược trở về sau muốn ná thở ngươi ngươi làm gì vậy u là trời cứu mạng với đêm đến cô ta đã lôi tô vân lan vào một lều nhỏ và ném anh ta vào trong đây cô định làm gì chợt cô ta từ từ cởi y phục của mình ra á đù nàn ý chuyện gì thế này 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 tô vân lam ta là một người đàn ông tốt có gia đình có trách nhiệm đấy ta có chết cũng sẽ không có lỗi với vợ ta tỷ tỷ chậm đã ta không chịu nổi nữa cô ta ghé sát người xuống và nói với tô vân lan chẳng phải ngươi nói là muốn ngủ sao ta sẽ canh chừng ngươi ngươi đừng hòng chạy đi ngủ thôi a a a đừng mà sáng sớm hôm sau đôi mắt của tô vân lan vẫn sáng như ban ngày vì cả một đêm không ngủ vì cô ta đã chơi trò bắt chói bất giác cô ta chở người quay sang ôm lấy tô vân lan hả tới tới gần rồi gần quá thơm quá, không ngờ dáng về khi ngủ của cô ta trông cũng rất đẹp, vóc dáng cũng rất được. cô ta chợt mở mắt tỉnh dậy và nhìn thấy ánh mắt đê tiện của tô vân lan đang dán vào người mình. ngay lập tức cô ta ngồi dậy siết chặt lấy sợi xích đó, thu cái ánh mắt đó của người về. nếu không, ta không thấy gì cả, ta không thấy gì cả. vậy thì mau dậy đi. nói xong cô ta đứng lên phơi hàng thẳng mặt khiến tô vân lan xịt cả máu mũi. và thế là chuyện gì tới cũng tới. á, à, đừng đánh mặt, đừng mà, ta không thấy gì cả, thật sự là ta không thấy gì cả một lát sau khi cho tô vân lan no đòn thì cô ta tháo xích ra cho anh ta. á, à, bị dây xích quần cả một đêm, đau quá. nếu dám giở trò thì ta sẽ cắt đứt cổ của ngươi. cô yên tâm, chắc chắn ta sẽ chữa khỏi cho tiểu ảnh. nếu không chữa được thì cô muốn tỉa thành hoa bắp cải cũng không thành vấn đề. xong tô vân lan đi vào trong thôn để chọn dược liệu. mấy ngày tiếp theo mình phải vừa lựa thuốc, vừa xem xét tình hình của tiểu ảnh ở cái thôn kỳ lạ này. tiểu ảnh ngây thơ hỏi tô vân lan, đại ca, bệnh của tiểu ảnh có chữa được không? tô vân lan đáp, đương nhiên là được tin ta đi, không sao đâu. Nhưng ở đây hình như mình chẳng được hoan nghênh tí nào cả. Các cô gái trong thôn này sợ hãi khi nhìn thấy tô Vân Lan. Á, à, hắn nhìn qua rồi, đáng sợ quá, buồn nôn quá đi. Chúng ta mau đi thôi. Sau đó anh ta vào trong rừng để tìm thêm dược liệu điều trị. Kỳ lạ thật. Tuy trên người đứa bé đó có một nửa khí tức của ma vật, nhưng thuật cửu u cộng hồn lại không hề có tác dụng với nó. Và cả cái thôn chỉ toàn nữ nhân này nữa. Tại sao chỉ trừ bảo nhi tỷ ra, thì tất cả mọi người ai nhìn thấy mình cũng ghét và sợ hơn cả ma vật thế? bảo nhi từ đâu cầm giỏ thuốc đi ra nói những thuốc này sẽ chữa khỏi cho tiểu ảnh thật sao tô vân lan hai hàng máu mũi vừa chảy vừa trả lời tỷ tỷ yên tâm đi chắc chắn ta sẽ chữa khỏi cho tiểu ảnh vậy nhờ cả vào ngươi nhé tô công tử bảo nhi tiến lại gần và chạm cặp bưởi năm roi kia vào người anh ta máu mũi bắn thành tia luôn đẹp toàn vẹn rồi bỗng một tiếng kêu gào khủng khiếp phát ra từ hướng ngôi làng khiến bọn họ giật bắn người chuyện gì vậy tiêu rồi chúng ta mau về xem sao